nữ nhân viên văn phòng bị bệnh trầm cảm. Xin lỗi, tôi có thể đi về trước được không các anh? Được chứ, tôi sẽ ở đây thêm chút nữa. Một mình vô cô ở đây chắc buồn lắm. Xin lỗi. Ý tôi không phải vậy. Tôi ở lại để đốt hương lễ. Còn anh Yamada và cô Midori tính sao hả? Tôi cũng ở lại với cậu mà. Mọi người có cần tôi gọi thêm rượu hay đồ ăn gì không cho đỡ buồn? Không đâu, phiền phức quá. Chúng tôi ở đây một chút rồi về. Khỏi mua đi. Phía gia đình của Yoko hình như là về khách sạn hết rồi. Vậy sao? Thôi tôi xin phép về trước nha mọi người. Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải chết chứ? Đúng vậy đó. Sao vô cô lại dại dột vậy? Vừa trẻ vừa nhiệt quyết, tính tình thì cũng tốt nữa. Anh xin lỗi vô cô. Lại nói những chuyện này trong đám tang của em. Tôi gặp cô ấy từ ngày vào công ty. Hồi ấy tôi nghĩ mình nên mặc vest đen quá gối, để tóc đen để không quá nổi bật. Nhưng vô cô thì lại khác. Cô ấy để tóc màu vàng nâu ống ả, trang điểm đậm và mặc vest ngắn, khiến cả công ty đều phải chú ý tới cô. Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé với cô. Ai cũng có ấn tượng tốt với vô cô. Đúng là hồi xưa có chuyện đó thiệt. Hôm ấy vô cô có biểu hiện gì bất thường không? Không có. Buổi sáng vẫn cùng mọi người dự cuộc họp mà. Hình như là Midori cũng đi họp đúng không? Mọi người trong công ty đều thích vô cô. Không là phải thích thôi. Toàn bộ nam trong công ty đều muốn ngủ với cô ấy. Chỉ có ý muốn làm vậy thôi. Chứ không nhất thiết phải ngủ với cổ. Cậu ở Igarashi, gặp cô Yoko lần cuối là khi nào vậy? Lần cuối là lúc chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm trưa. Lúc ăn trưa hả? Ăn trưa sao? Khoảng buổi chiều, vô cô nhảy từ sân thượng của công ty, vừa ngắm hoàng hôn vừa nhảy.
Đúng là không thể tin được. Chú cô được trưởng phòng mời đi ăn, hai người không thể nào đi ăn đơn giản như vậy. Chắc chắn hai người từng làm chuyện đó. Cô Midori, đây là đám tang đó. Anh Yamada, anh gặp Yoko lần cuối là khi nào? Cho tôi biết được không? Tôi đó hả? Anh Yamada, cũng rất thích cô Yoko đúng không? Hay là anh chị thích cơ thể của cô? Cô nói cái gì vậy? Chuyện Yoko đi ăn với trưởng phòng anh Yamada cũng biết mà. Cô Midori đừng nói chuyện đó nữa. Anh Igarashi cũng vậy. Lần trước đi tiệc ở công ty, sao tan đầu, tự nhiên không thấy anh và Yoko đâu hết. Lúc đó hai người đi đâu vậy? Chuyện Yoko đó. Yoko là loại người vậy đó, rất dễ dãi với đàn ông, giống như nhà vệ sinh công cộng vậy. Thôi đi mà, tôi gặp Yoko lần cuối là khi đi ăn trưa. Sau đó thì chúng tôi dắt nhau vào khách sạn. Đâu, trưa hôm đó Yoko đi ăn trưa với tôi mà. Vậy thì chắc là tôi gặp Yoko sao cậu? Lúc đó là giờ làm việc, có cuộc họp cho nên chúng tôi lẻn đi. Vậy là Yoko hẹn hò với anh hả? Nhưng mà anh có vợ rồi đúng không? Igarashi và Yoko cũng tách riêng sau bữa tiệc của công ty mà. Cái đó thì đúng là đi khách sạn. Nhưng mà trước khi làm vậy, tôi đã tỏ tình với cô ấy, tôi thích cô ấy. Yoko trả lời ra sao hả? Cho cô ấy thêm thời gian. Nhỏ đó là loại gái như vậy, cha sẽ luôn luôn như vậy. Nó tán tỉnh rồi lợi dụng Igarashi, không trả lời Igarashi đàng hoàng mà cứ làm ngơ. Yoko là loại con gái đáng xấu hổ vậy đó. Cô đừng có nói xấu Yoko như vậy chứ. Tôi rất là thích anh Igarashi. Từ 2 năm về trước, lúc Igarashi mới vào làm, Yoko biết chuyện đó nên cố tình tán tỉnh và lợi dụng anh. Anh Igarashi là người rất mộc mạc, mặt mũi cũng không có gì đặc sắc. Dù có hẹn hò thì cũng không có lợi gì. Dù cô tái tỉnh anh chỉ để lợi dụng thôi. Lần cuối cô gặp cô Yoko là khi nào vậy hả? Buổi chiều, ở chỗ sân thượng, tôi gọi cô ấy lên đó để nói chuyện. Nhà bếp. Thưởng thức tài nghệ nấu ăn của đầu bếp xinh đẹp và quyến rũ Kiyama Natsumi ngày 21 tháng 1 năm 2016 bắt đầu từ 9 giờ sáng. Danh sách đặt món.
Giờ là nửa đêm rồi, chắc mình làm không kịp đâu. Đầu bếp Kiyama, giờ này sao chị vẫn chưa về? Đúng vậy, không chuẩn bị tốn thời gian chút, lát nữa tôi về liền. Ngày mai 12 phần đã được đặt trước, thì có một phần bị hủy rồi, hình như là khách tên Yamaya Yoko hủy đơn đặt hàng thì phải. Hả? Chuẩn bị hết rồi còn gì? Xin lỗi cô nha. Lý do? Người liên lạc không phải là Yamaya Yoko, hình như cô ta bị tai nạn, nghe có vẻ nặng lắm. Vậy hả? Lừa đảo hả? Phải đền bù thiệt hại vì hủy đơn đặt hàng đó. Dạ tôi hiểu rồi. Những lúc như vậy nên hỏi kỹ xem có phải lừa đảo không. Nếu lừa gạt thì không thể tha thứ được. Dạ. Mà tôi xin về trước thì có được không vậy? Được chứ. Sáng mai tôi sẽ tới sớm để chuẩn bị đồ ăn, nên tôi sẽ giữ chìa khóa nha. Dạ. Đầu bếp, sáng mai gặp lại chị nha. Mất công chuẩn bị. Phải về nhà thôi. Làm thôi. Dạ, Kiyama nghe. Là tôi. Chào cô, tôi là... tôi tên là... Hả? Xin hỏi là ai vậy? Dạ tôi... Tôi là Yamada đây. Cô Yamada. Hôm qua cô gọi cho tôi phải không? Yamada bị tai nạn đúng chứ? Mà sao cô có được số của tôi vậy? Xin lỗi, hôm qua tôi đã hủy đơn đặt hàng. Thành thật xin lỗi. Không sao, xin cô đừng bận tâm chuyện đó. Bây giờ tôi có thể tới không vậy? Vậy hả? Vậy thì hay quá. Bây giờ tôi tới luôn nha, có được không vậy? Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ đợi quý khách. Mất công chuẩn bị, sao không chịu báo sớm trời. Ủa, sao lạ vậy? Chào cô. Tôi tới rồi. Chào cô, tôi tới rồi. Chào cô, tôi tới. Sáng của Kiyama đã để chị đến sớm một mình. Tôi thật xin lỗi. Khách hàng đã hủy đơn đặt hàng từ ngày hôm qua. Yamaya bị tai nạn vừa mất sáng nay. Tôi chỉ muốn nhắn cho cô biết một tiếng. 30 phút nữa tôi sẽ tới đó nha. Chào cô, lát nữa gặp lại.
mật của nhân viên bảo vệ. Korea. À, anh Aki, vất vả cho anh quá rồi. Chào buổi sáng. Hôm nay Ria trực đêm à? À, đúng vậy. Ờ, mọi người trong công ty về hết rồi. Ở đây chỉ còn tôi thôi. Ủa vậy hả? Hôm qua tôi tình cờ thấy cô Ria đang trên đường đi làm. Lúc đó tôi đang đi đổ rác. Thấy cô là tôi dừng lại. Hình như Rie ở gần nhà tôi. Tôi cũng không biết. Chắc là chúng ta ở gần nhà đó. Lần sau chúng ta về chung nha. Dạ, có dịp thì đi chung. Bây giờ tôi đi kiểm tra tầng 4 một vòng, xong rồi đi về luôn. Cô Rie ở lại làm việc cho tốt nha. Dạ, anh vất vả rồi. Ghê quá đi. Cho hỏi, ở trong này có ai không vậy? Xin lỗi nha, không có ai sao? Hình như vậy. Chắc không cần phải đi sâu vào bên trong đâu. Tôi nghe. À, giờ rảnh không Rie? Đi đâu đó nhậu đi, mình chán quá. Gì vậy? Mình nói mình chuyển sang làm ban đêm rồi mà cậu không nhớ à? Hả? Nói hồi nào? Chán quá đi. Nè, cậu với Takeshi sao rồi? Cái thằng tệ bạc. Anh ta làm gì cậu hả? Đi ngoại tình rồi còn xài tiền của mình nữa chứ. Không thể tha thứ được. Đúng là tồi tệ. Hai người chia tay rồi hả? Đúng vậy. Làm bảo vệ trực đêm nhà máy xử lý rác, sợ gần chết, phải ngửi mùi hôi hám nữa. Rồi còn có một tên biến thái nữa chứ. Bị làm sao vậy? Rie, mất sống rồi hả ta? Không sao, tự nhiên bị giật mình.